Người anh xin lỗi không phải là tôi mà là bố mẹ anh kia kìa. Khổ quá, ở nhà hết việc hay sao mà bố lại ra đây làm gì? Con làm ăn thế nào bố quan tâm làm gì? Nhỡ bạn gái của con biết rằng con gốc gác người nhà quê thì con biết ăn nói thế nào? Nhà họ khá giả giàu có như vậy, đời nào họ chịu gả con gái cho một người nhà quê nghèo kiết xác như con? Con đã nói với họ là bố mẹ của con đang định cư ở bên nước ngoài. Nếu như sau này bọn con cưới nhau thì con cũng phải thuê người đóng giả bố mẹ của con thôi ạ. Nếu như bố thương con thì bố đừng nhận con là con nữa. Thế là bố giúp con rồi ạ, bố cứ về đi bố nhá. Này bác. Cô ạ, cô đi thăm công trình ạ. Vâng, sao đang giờ nghỉ trưa, mọi người đang nghỉ mà bác lại không nghỉ? Tôi làm thêm một ca nữa cô ạ, tôi vốn là nông dân, tôi quen làm việc nặng cô ạ. Đành rằng là như thế, nhưng bác vẫn phải giữ gìn sức khỏe để còn làm việc về lâu về dài bác nhé. Dạ, cảm ơn cô ạ. Tôi đi đây. Mà bác đã ăn gì chưa? Tôi có cái bánh mì kia rồi, lát nghỉ tôi ăn cô. Trời ơi, làm việc vất vả như thế này mà bác chỉ ăn mỗi bánh mì không? Làm như thế thì lấy sức đâu ra? Tôi quen rồi cô ạ. Này bác, bác làm sao thế? Chết thôi, chắc là làm quá sức đây mà. Bác ơi, bác sĩ bảo bác làm việc quá sức, ăn uống lại thiếu dinh dưỡng nên là đi đấy thôi. Thế ạ? Bác ăn thêm bát nữa đi. Tôi đủ rồi ạ. Thôi thế bác uống nước đi. Vâng, xin cô. Bác này, tôi rất ấn tượng về bác. Mỗi lần ra công trường mọi người đều nghỉ, riêng bác thì vẫn làm việc. Tôi có chút việc riêng. Vừa rồi phải nhờ bác sĩ khám chữa bệnh. Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi ạ? Không sao đâu, bác làm công trình cho nhà tôi, tôi thanh toán tiền cho bác là cái lẽ thường tình mà. Không, tôi có tiền mà. Bác ơi, bác có điện thoại đây này. Vâng. Con trai bác gọi. Thế ạ? Vâng vâng. Alo, bố. Cái thằng tắt máy rồi cô ạ. Con trai tôi đấy cô ạ. Chẳng giấu gì cô, tôi nghe nói là cháu nó sắp lấy vợ trên thành phố. Mà gia đình nhà vợ nó cũng là gia đình khá giả, cho nên tôi không muốn nó bị gia đình nhà họ coi thường. Sở dĩ tôi phải làm thêm ca, gom góp lấy một số tiền lớn để làm quà tặng các cháu nhân ngày cưới. Đời tôi nuôi cháu lớn lên, rồi đến lúc nó trưởng thành, đến khi lập nghiệp thì lại chẳng đỡ đần gì được cho nó. Giờ tôi còn khỏe, tôi muốn là... Tôi hiểu ạ. Bác ơi. Dạ. Bác vào trong nhà nghỉ đi, nhà tôi có khách ạ. À thế ạ. Dạ. Vâng vâng. À này, bác dạ. Ơi, tôi nói thế này không phải. Bác cho tôi mượn cái điện thoại một chút có được không ạ? À, vâng. Dạ. Thôi, bác vào nghỉ đi. Dạ dạ. Mẹ ơi, mẹ. Con chào bác ạ. Mẹ ơi, hôm nay anh Kiên có chuyện muốn thưa với mẹ đấy ạ. Cứ lạnh cha lạnh chạnh. Dạ thưa bác, con yêu Dung cũng bởi cả những điều đó nữa. Thế thì tốt.
Dạ, hôm nay cháu có chuyện này, muốn được thưa với bác ạ. Có chuyện gì? Cháu với Dung đã yêu nhau một thời gian, bọn cháu quyết định là sẽ về ở với nhau ạ. Cháu xin phép bác cho bọn cháu được làm đám cưới ạ. Cưới à? Sao lại gấp thế? Nghe nói bố mẹ anh vẫn còn đang định cư ở bên nước ngoài cơ mà. Dạ vâng ạ, bố mẹ con đang định cư ở bên nước ngoài. Nhưng đợt này công ty của bố mẹ con đang nhiều việc quá nên không sắp xếp để về được ạ. Nhưng khi bọn con tổ chức đám cưới thì chắc chắn là sẽ có mặt bố mẹ con ạ. Con mong bác thông cảm cho con ạ. Mẹ ơi, sao hôm nay con thấy mẹ lạ thế ạ? Mẹ làm sao ạ? Chả làm sao cả. Dạ, bác ơi, con có điều gì không phải, bác bỏ qua cho con ạ. Con xin lỗi ạ. Người anh xin lỗi không phải là tôi, mà là bố mẹ anh kia kìa. Dạ bác nói gì con không hiểu ạ. Anh xem đi. Có chuyện gì thế ạ? Ông ra đây. Đây. Hãy xin lỗi người này này. Tội bất hiếu là tội lớn nhất. Người ta có thể mua được tất cả mọi thứ trừ cha mẹ. Ông đã vất vả cả cuộc đời để nuôi anh khôn lớn, chỉ mong một ngày được báo đáp. Vậy mà anh không dám nhận cha. Bố mẹ nào, bố mẹ nào ở nước ngoài? Cháu xin lỗi bác. Bố ơi, con tưởng bố về quê rồi cơ mà. Bố. Bố anh à, quê ở ngoài công trường kia kìa. Bố anh làm việc vất vả và gạch bác xi măng làm việc suốt ngày. Ông làm vì ai? Vì anh đấy. Mà ông ấy suốt ngày chỉ có ăn bánh mì không thôi. Bố ơi, bố hãy tha lỗi cho con. Con xin lỗi bố. Kiên ơi, ở đây nghe tin là các con chuẩn bị làm đám cưới. Bố chỉ dành dụm để có từng ngày, mong các con hạnh phúc. Kiên, thế này là thế nào ạ? Em chẳng hiểu gì cả. Anh vì lo lắng là mình không xứng đáng với em nên đã nói dối. Anh xin lỗi. Còn bây giờ anh chẳng xứng đáng với em nữa. Cháu xin lỗi ạ. Mình về đi bố. Bác ngồi đây. Đã biết lỗi rồi thì tốt. Thôi, con đưa ông ấy về chăm sóc. Khi nào ông ấy khỏe, con hãy đưa ông ấy đến đây để hai gia đình ta nói chuyện. Phải rồi, phải rồi. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Về đây con. Mình về đi. Cảm ơn bà.